Vậy là lúc đó làm cái gì? Xuống nhậu nè. Chơi, Lem có gì chung không? Nó trả nó, nãy nó có mẹ đi. Nhanh, không xuống tao giận luôn á. Nó cho vụ vô. Đó, ở đây mình cần lộ nó mới đó. Đi. Bác Kha ra ngoài uống nước đi. Còn việc bếp núc à, làm việc ở đâu nha? Xuống nước đi con. Ở nhà tên Tèo đó. Tèo đó. Tay chân ra. Biết chiên không? Dạ biết. Biết chiên chảy rồi. Tay chân của bác đó. Dạ. Cưng dữ dằn lắm. Cưng dữ dằn lắm. Cưng dâu cưng này. Dâu cưng đi. Cưng. Ít con cưng lắm. À, con của bà dì Năm á, con đứa cháu nội gái đầu giờ cưng nó giữ cho. Thầy Tèo đi đâu cũng mua đầm, mới đi Phú Quốc về cũng mua đầm, cũng mua về cho mà. Nó còn lấy nó năm tuổi học lớp 1. Cưng đi vòng vòng anh, cần vườn. Chị hai đi chơi rồi. Mấy cậu con, mấy đứa nó về, nó nước thì đau quả. Làm gì vậy? Ra ngoài cho mát nha. Chín trời. Chín nhân. Chợ cái mặt kia đi. Đó. Chợ cái vàng ở đó. Nó còn cái khác à. Đó. Chụp này chụp kia có hủy rồi kìa. Chụp này đúng rồi đó. Thơm không? Thơm mà. Mà vàng vàng như vậy được rồi đúng không? Coi gì tha, coi gì nóng. Rồi, vừa rồi đó. Vừa chưa? Chưa. Đắng lắm. Chưa, đắng lắm rồi. Về cái thành đi. Tôi nghĩ lần này nó phải lần về lần đầu tiên quá. Trời anh dẻo sao vậy? Về rành luôn á. Có ai không biết xài bếp ga. Giờ ta xài bếp ga không biết xài gì. Đúng rồi, nghĩ sao rồi. Cái miếng này như
chín rồi nè hả? Ừ. Đúng rồi đó. Đó, và hết rồi đó. Đó, đó để lên nó cho nó rạp mỡ. Thơm ghê luôn á. Dạ, trả lời đi. Này đang quay phim nè. Trả lời đi chứ hỏi muốn trả lời. Được không? Đang câu hỏi đang bỏ ngọt kìa. Chiên không? Chiên, chiên hết đi. Hai trời của chiên hết hả? Chiên hết hả tao? Nhiều quá à bác ơi. Nhiều quá không hả? Chiên hết đi thôi cho ông Thảo nè. Đem cái chiên cho ông Thảo ăn. Cái gì đem cái gì? Con là còn ba con nữa, ba con nữa thôi. Dâu cũng được. Dâu bà ăn thương lắm mà. Cái con này nhỏ quá, khỏi cắt đi. Ừ, cắt mấy con lưng lớn vậy ăn mới ngon nè. Thank you.